Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 10 phút cập nhật, bản tin chuyên biệt về công nghệ thông tin và truyền thông do Đài truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp cùng Tổng công ty Viễn thông Mobifone thực hiện. Bản tin hôm nay ngày 27 tháng 5 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Việt Nam có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế dựa trên công nghệ kỹ thuật số. Con trẻ cần được trang bị tâm lý vững trước áp lực truyền thông khi tham gia truyền hình thực tế. cổng thông tin điện tử chính phủ cho biết Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sửa đổi bổ sung quyết định số 714 về việc thành lập Ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình Việt Nam. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn là trưởng ban chỉ đạo này. Quyết định nêu rõ ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ thống nhất chỉ đạo việc thực hiện đề án số hóa truyền hình mặt đất trên phạm vi cả nước, quyết định thời điểm kết thúc truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang truyền hình số mặt đất trên phạm vi cả nước. Đồng thời ban chỉ đạo còn được giao quyết định thời điểm kết thúc truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang truyền hình số mặt đất tại từng địa phương Thưa quý vị và các bạn, kinh tế số là một khái niệm được đề cập nhiều trong thời gian vừa qua và được hiểu là nền kinh tế dựa trên các công nghệ kỹ thuật số. Tại Việt Nam, kinh tế số chưa hình thành rõ nét, tuy nhiên chúng ta có những lợi thế riêng để phát triển loại hình kinh tế đặc biệt này. Đây là nội dung được các đại biểu nhấn mạnh trong buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn với Hội doanh nghiệp trẻ diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Tại buổi làm việc, đại diện Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam chia sẻ, mặc dù vẫn ở giai đoạn sơ khai, tuy nhiên Việt Nam có tiềm lực để phát triển nhanh kinh tế số. Ngoài lợi thế không cần quá nhiều vốn để kinh doanh, Việt Nam còn có nhiều điều kiện cơ bản để phát triển kinh tế số, đó là nguồn nhân lực dồi dào, hạ tầng công nghệ thông tin viễn thông như internet vạn vật, điện toán đám mây, mạng xã hội, trung tâm dữ liệu đều đã sẵn sàng đáp ứng. Các đại biểu cũng nhấn mạnh, việc Việt Nam có thời cơ nhưng có nắm bắt được không? Đang là câu hỏi rất lớn đặt ra cho cả cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho rằng kinh tế số là xu hướng phát triển của thế giới nên các doanh nghiệp Việt Nam cần ý thức sớm để phát triển tránh bị đào thải. Bên cạnh phát triển các dịch vụ xu hướng mới như IoT, Internet of Things, Internet của vạn vật, điện toán đám mây, các doanh nghiệp cũng cần quan tâm đặc biệt đến vấn đề an toàn thông tin. Theo thông tư số 13 vừa được ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông, giá cước kết nối mà các doanh nghiệp chuyển sản lượng điện thoại quốc tế chiều về phải trả mạng cố định hoặc mạng di động có thuê bao kết nối cuộc gọi sẽ là 1.100 đồng một phút. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 tới đây, như vậy là so với mức cước 6-6.1 cent một phút đam áp dụng tương đương khoảng 1.350 đồng một phút thì giá cước kết nối mới rẻ hơn và có lợi hơn cho người dùng. Ngoài ra, thông tư cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về phải có nghĩa vụ tham gia ký và thực hiện nghiêm thỏa thuận phối hợp chống gia lận cước quốc tế, chống kinh doanh trái phép dịch vụ. Theo thông tư từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, kể từ cuối tháng 5 năm 2016, những người có nhu cầu đổi giấy phép lái xe quốc tế có thể đăng ký trực tuyến, ngồi nhà chờ kết quả gửi đến. Đây là mô hình dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được áp dụng cho hình thức đổi giấy phép lái xe quốc tế. Theo đó, người dân có thể đăng ký khai báo trên các trang thông tin điện tử www.drvn.gov.vn và www.dịchvucong.gplx.gov.vn. Quy trình đăng ký giấy phép lái xe quốc tế qua mạng gồm 4 bước: khai báo thông tin hồ sơ trực tuyến và đăng ký địa chỉ nhận chuyển phát, sau khi có kết quả giấy phép lái xe quốc tế, thực hiện thanh toán trực tuyến phí và lệ phí, qua cổng thanh toán trực tuyến thành công, nhận thông báo kết quả xác nhận hồ sơ qua địa chỉ hòm thư đã đăng ký. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được nhận kết quả chuyển phát giấy phép lái xe quốc tế tại địa chỉ đã đăng ký. Startup Fair 2016 là một trong những sự kiện trọng tâm và nổi bật về khởi nghiệp trong năm 2016, sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 18 tháng 6 tới đây. Đây là dịp đặc biệt quy tụ tất cả các dự án khởi nghiệp tiêu biểu xuất sắc của Đà Nẵng, trong đó có 3 dự án công nghệ thông tin nổi bật và mang tính ứng dụng cao, bao gồm dự án CRM Zodi, dự án In Đà Nẵng và dự án mạng xã hội Linger. Cụ thể, Jody là ứng dụng di động được tích hợp công nghệ nhận dạng mới cho phép phân tích hành vi khách hàng, đưa ra những giải pháp marketing hiệu quả nhất. In Đà Nẵng là nền tảng di động hỗ trợ thông tin cho du khách và người dân thành phố. Còn Linger là một mạng xã hội trên điện thoại di động nền tảng iOS và Android. Linger cho phép người dùng chia sẻ những câu chuyện của mình tại một địa điểm cụ thể với những ai từng đã đi qua nơi đó. Các câu chuyện sẽ gắn với những nơi cụ thể được chia sẻ đóng góp và phản hồi. Được biết, 8 dự án khởi nghiệp tiềm năng tại hội trợ triển lãm khởi nghiệp Đà Nẵng sẽ được lựa chọn tham gia đấu thầu trước các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, qua 4 tháng đầu năm 2016, điện thoại và các loại linh kiện xuất sang Mỹ đạt kim ngạch 1.466 tỷ đô la Mỹ, mức tăng trưởng rất mạnh khi lên tới 83,8% so với cùng kỳ năm 2015. Còn đối với mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chỉ đạt 820 triệu đô la Mỹ, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó, hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Mỹ vào Việt Nam, 4 tháng đầu năm 2016, đạt kim ngạch lớn nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 625 triệu đô la Mỹ, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm đến 25,3% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Mỹ.